Mến chào quý vị và anh chị em đến với kênh Ave Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là một chứng từ của một tín hữu Công giáo người Pháp kể lại. Hồi ấy là năm 1944, gia đình chúng tôi sống trong một nông trại. Bé Gioan, con trai đầu lòng của chúng tôi vừa được 9 tháng. Trông bé thật mụm mỉm dễ thương, ai ai cũng muốn bồng muốn nựng. Một buổi chiều, tôi ngồi dọn thức ăn nơi nhà bếp, có bé Gioan nằm chơi bên cạnh. Trông thấy miếng bơ ngon, tôi cắt một miếng nhỏ và đút cho bé ăn. Nhưng tôi lại vô ý không nếm thử xem bơ ngon ra sao. Sáng hôm sau, bé Gioan không thức giấc vào như thường lệ. Linh tính có điều không lành, tôi vào phòng xem con ra sao. Tôi kinh hoàng khi thấy toàn thân bé nóng bừng, cùng lúc bé bị tiêu chảy xanh nhờn. Tôi tức tốc mời bác sĩ đến. Chẩn bệnh xong, bác sĩ muốn biết tôi cho bé ăn gì chiều hôm qua. Tôi sực nhớ có cho con nếm bơ. Bác sĩ muốn xem miếng bơ ra sao. Khi tôi đưa bơ, ông liền nếm thử rồi nói: "Bơ này đã quá hạn, nó có thể trở thành thuốc độc. Bây giờ bà nên cho bé uống nước cháo." Khi ra đến sân, bác sĩ gặp thân phụ tôi, ông buộc miệng nói: "Sáng mai chắc là cháu ông sẽ không còn sống." Nhưng câu nói này cha tôi chỉ lặp lại khi đã tai qua nạn khỏi. Bệnh tình bé Gioan mỗi lúc một nặng thêm. Chúng tôi đang giữa mùa cắt lúa mì. Vào thời kỳ đó chưa có máy móc nên tất cả mọi việc phải làm bằng sức người. Chiều đến nhà tôi mệt đừ đi ngủ sớm. Tôi đành để chàng ngủ yên không bận tâm lo lắng. Còn lại một mình, tôi ngồi canh thức bên cạnh con. Tôi đau đớn xé nát cõi lòng vì bị giằng co giữa hai ý nghĩ: hoặc bỏ đi để khỏi phải nhìn con từ từ trút hơi thở cuối cùng, hoặc ngồi lại vì con không sống bao lâu nữa. Tôi trải qua một đêm kinh hoàng bên cạnh đứa con hấp hối. Sáng hôm sau, bà bạn láng giềng đến thăm bé Gioan. Vừa trông thấy bé, bà chạy mất và nói: "Tôi không thể chứng kiến cảnh tượng đau lòng này." Chính lúc đó, tôi nghe tiếng thiên thần bản mệnh nhắc nhở: "Hãy cầu nguyện cùng Đức Mẹ Lộ Đức." Tôi liền quỳ xuống cạnh chiếc giường bé nhỏ và cầu nguyện cùng Trinh Nữ Rất Thánh Maria như sau: "Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, xin cho con được sống và con sẽ dâng con cho mẹ để nó trở thành linh mục nếu mẹ muốn." Cầu nguyện xong, tôi đọc kinh cầu Đức Mẹ Lộ Đức. Đọc vừa hết kinh cầu, tôi bỗng thấy bé Gioan ngồi dậy trên giường. Mặt bé hồng hào và tươi cười nhìn tôi. Bé chụp lấy chiếc khăn hai màu trắng xanh đang để trên giường và bắt đầu nô đùa với khăn. Vô cùng mừng rỡ, tôi chạy như điên ra chỗ nhà tôi đang làm việc và nói như hét: "Bé Gioan được lành bệnh, bé Gioan được khỏi rồi, Đức Mẹ Lộ Đức đã chữa lành bé." Chiều đến khi công việc xong xuôi, chồng tôi đến nhà vị bác sĩ và nói: "Bác sĩ nên đến thăm bé Gioan." Ngỡ ngàng một giây, ông nói: "Sao? Anh nói sao? Bé Gioan không chết à?" "Không, bé Gioan không chết. Từ sau tai nạn ấy, bé Gioan trở thành khó nuôi. Thêm vào đó, trong thời chiến, chúng tôi thiếu thốn mọi sự, càng làm cho sức khỏe của bé Gioan trở nên mỏng manh hơn. Nhưng nhờ ơn Chúa, Gioan không chết mà vẫn còn sống. Muôn vàng cảm tạ Đức Mẹ Lộ Đức."